Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một địa điểm vô cùng đặc biệt về đồ chơi tại Bangkok, Thái Lan. Đó chính là Beckett Museum and Toys. Bảo tàng này cách trung tâm Bangkok khoảng 15 phút đi xe. Các bạn có thể đi Grab, tàu điện hoặc ô tô. Vì ở đây có cả bãi đỗ ô tô nữa nên khá là thuận tiện cho mọi lịch trình. Trước khi vào tham quan thì chúng ta sẽ phải mua vé tại đây. Mình đã tìm hiểu thì giá vé là 250 baht cho một người, tức là tương đương khoảng 175.000 Việt Nam. Sawadika, one ticket. Thank you. Nào, bây giờ chúng ta cùng khám phá thôi. Wow, đúng kiểu ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy các bạn ạ. Gia đình Simpson này, với cả Doraemon nữa. Ở đằng kia có hẳn 3 con Minion. Gangnam cũng có kìa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng vào trong để khám phá xem bên trong có gì nhé. Mình thấy dòng sản phẩm ở khu vực này khá là lâu đời rồi các bạn ạ. À, ở đây có bảng thông tin này. Đợi chút để mình translate xem là nó ghi gì nhé. Hóa ra là những sản phẩm này là được sản xuất từ những năm 1960, 1970 và thuộc dòng đồ chơi cổ điển tại Nhật có tên là Tin Robot. Chứng tỏ là chủ của bảo tàng này phải là một người cực kỳ tâm huyết thì mới có thể sưu tập được những sản phẩm như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khu vực tiếp theo nhé. Không gian ở đây được thiết kế khá là ấn tượng các bạn ạ. Nó được thiết kế mở và mình có thể nhìn bao quát từ trên xuống dưới như thế này. Mình cùng đi tiếp nhé. Ui, siêu nhân kìa. Có hầu hết các phần luôn các bạn ạ. Gao này, cuồng phong này, có cả đề ca nữa kìa. Nhưng mà hình như là đang thiếu một cái phần của năm 1980 mấy thì phải. À, không, đây này. Đây. Batman, Denjiman hay là Marshman tất cả đều có đủ ở đây, không thiếu một cái gì. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng đi khám phá tiếp nhé. Ở khu vực này thì mình thấy khá là nhiều nhân vật nổi tiếng như là người sát số 28 này. Ở đây thì là người máy siêu đặc. À, có cả Godzilla nữa này. Cả Ultraman nữa. Thực ra thì mình cũng không có biết hết tất cả các nhân vật ở đây đâu. Thế nên là nếu có cơ hội thì các bạn hãy cùng đến đây để khám phá nhé. À, có cái này hay ho này, các bạn biết nó là gì không? Đây là dòng robot có kích thước lớn được sản xuất vào những năm 1980 của Nhật Bản. Và theo như là chia sẻ của chủ bảo tàng này thì cái tủ này lên đến 3 triệu baht, tức là tương đương khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam. Một con số thật là khủng khiếp. Và đây sẽ là khu vực dành cho những tín đồ của anime và manga với những bộ truyện tranh rất là nổi tiếng như là Doraemon, One Piece hay là Bảy Viên Ngọc Rồng. Thật sự là những cái mô hình này được làm rất là chi tiết và công phu. Phía bên này thì là các mô hình của phim hoạt hình Mỹ như là Bọt Biển này hay là Gia đình Simpson, và có cả một khu của các nhân vật Disney nữa này. Khi mà đến với bảo tàng này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều bia brick, và điều đặc biệt đối với các bia brick ở đây đó chính là được làm mô phỏng dựa theo các nhân vật hoạt hình chứ không phải là bia brick thời trang như ở ngoài. Mình cùng đi tiếp nhé. Hai tủ phía bên này thì là các nhân vật của Transformer này. Còn phía sau này thì là các nhân vật được làm với độ chi tiết khá là cao. Theo như mình thấy thì tỷ lệ khoảng 1/6. Có cả các nhân vật của Marvel ở đây này. Wow, có cả một tủ Minion ở đây này. Đáng yêu quá các bạn ạ. Theo như mình quan sát thấy thì những sản phẩm ở đây đều liên quan đến Batman. Và để hiểu rõ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ gặp với một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là chủ nhân của bảo tàng này. Sawadika. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian để trò chuyện cùng với em. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Batman ครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ Beckett นะครับ หรือว่าพี่สมชาย นิติมงคลชัยนะ เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ Beckett Museum and Toys Thailand ประเทศไทยนี่เองครับ Anh có thể chia sẻ cho em cũng như các bạn được biết tại sao bảo tàng này lại được đặt tên là Beckett Museum and Toys được không ạ? ครับ Beckett Museum and Toys นี้มาจาก Beckett มาจาก Batman บวกกับ Catwoman นะครับ Bat นี้มาจาก Batman ตัดตัว Bat ออกมา Catwoman มาจากนะครับตัด Cat ออกมาเป็น Beckett ก็คือเป็นมิวเซียมที่ผู้ชายเข้ามาก็ได้ผู้หญิงเข้ามาก็ได้นะครับก็คือเป็น Beckett Museum นะครับผม Theo em quan sát thấy thì các sản phẩm của tầng này đa số là đều liên quan đến Batman và các sản phẩm đều rất là đa dạng. Vậy là không biết là anh đã mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu để có thể sưu tập một cái số lượng lớn như thế này ạ? ครับสะสม Batman นะครับมา20กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี2000นะตอนนี้ก็2022ก็22ปีแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นคอลเลคชัน Batman ที่เยอะที่สุดในโลกเลยนะครับที่ตั้งอยู่ประเทศไทยครับผม Em rất là tò mò là không biết là trong tất cả các sản phẩm Batman ở đây thì đâu là sản phẩm mà có giá trị và đặc biệt nhất ạ? โอเคมี Batman อยู่2ชิ้นนะครับเป็น Batman and Robin เป็นของเล่นสังกะสียุค60เลยหายากมากนะครับมีมูลค่ารวม2ตัว3 ล้านบาทอยากดูไหมไปเฮ้ยก็นี่คือของเล่น Batman and Robin นะปี 1966เป็นของเล่นญี่ปุ่นของเล่นสังกะสีนะครับแบทแมนมีมูลค่า 700,000 บาทส่วนโรบินมีมูลค่า 1,300,000 บาทนะครับ2ตัวนี้มูลค่า 2 ล้านบาทนะแต่ว่าทั้งตู้นี้ 3 ล้านเลย Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành thời gian để chia sẻ cho em cùng với các bạn ạ. Em xin được chúc anh nhiều sức khỏe và bảo tàng sẽ ngày càng có nhiều du khách ghé thăm nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau khám phá bảo tàng Beckett Museum and Toys. Hãy follow mình để cùng nhau khám phá những điều thú vị ở các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.